Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình DH Audio. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái bộ mạch khuếch đại âm thanh 2.0 Hi-Fi. Trước tiên thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh. Nếu quý vị và các bạn nào chưa ủng hộ đăng ký kênh thì chúng ta có thể click vào chữ đăng ký kênh ở phía dưới video để thuận tiện để theo dõi nhiều các cái chương trình video tiếp theo. Vâng, thì bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu về tổng quát cái bộ mạch khuếch đại âm thanh chạy sò công suất của nó là LM1875T. Và cái cho ra cái chất lượng âm thanh khá là ổn và được đánh giá rất là cao. Và cái tổng công suất cái bộ mạch này là lên tới 60W cho hai kênh, mỗi kênh của nó là 30W. Cái chương trình video lần trước thì tôi đã giới thiệu về cho tất cả quý vị và các bạn cái bộ mạch khuếch đại âm thanh 2.1 TDA2030. Thì đối với bộ mạch lần trước thì đó là một trong những bộ mạch là bình dân. Còn hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cái bộ mạch này cho tất cả những cái anh em nào mà thực sự muốn cái chất lượng âm thanh và khắt khe hơn thì chúng ta nên sử dụng cái loại này để chúng ta có thể thử nghiệm. Một điều đặc biệt mà đối với bộ mạch này, đây là bộ DJ chúng ta có thể tự về phải lắp ráp tự hàn. Thì cái việc hàn gắn thì trong cái chương trình tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cái cách chúng ta lắp ráp như thế nào. Thì đối với trường hợp chúng ta mà để lắp vào thì cũng rất là dễ thôi, vì bởi vì trên cái bộ mạch này nhà sản xuất đã cho ra những cái thông số rất là cụ thể và đầy đủ các cái dụng cụ linh kiện để chúng ta lắp vào, hàn gắn vào. Có một điều đặc biệt là khi chúng ta mua cái bộ mạch này sẽ không có cái bộ tản nhiệt, nhưng mà bên mình thì mình đã cung cấp thêm luôn cái bộ tản nhiệt. Đây là một trong những bộ tản nhiệt rất là chất lượng, và cái chất lượng của cái tản nhiệt này nó sẽ đưa ra được ổn định cho cái bộ sò công suất. Nó khác với một số cái loại bộ cái nhôm tản nhiệt thông thường khác. Đây là một trong những cái loại nhôm mà chúng ta thường hay gặp ở trong các cái loại mạch âm ly chất lượng cao. Trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu về cái bảng mạch, bảng trống PCB. Đây là một trong những cái loại bảng mạch rất là chất lượng và độ chính xác rất là cao. Và trên cái bảng mạch này có cái chữ là gen card LM1875, tức là bộ mạch này được chạy con cái bộ sò công suất của nó là LM1875. Đây là đồng chống ISO hóa rất là tốt. Đối với bảng mạch chuyên nghiệp thì thường các cái nhà sản xuất sẽ đưa ra những cái bảng mạch sẽ có đường chỉ rất là rõ ràng và rất là tất cả nhà sản xuất đều ghi rõ rất là chi tiết từ cái linh kiện chúng ta gắn vào đâu, khi hàn thì chúng ta lắp vào chính xác. Một điều trong khi chúng ta để lắp vào thế này là chúng ta phải phân cực cho chính xác, tránh cái trường hợp là chúng ta hàn xì mà nếu mà thiếu hiểu biết thì chúng ta phải cân nhắc kỹ. Hoặc là khi nếu quý vị các bạn nào mà nếu không muốn tự hàn gắn vào thì có thể là mình khi đặt về thì chúng ta có thể đưa ra thợ hở sẽ làm giúp và trả phí cho thợ, hoặc là bên mình sẽ tự làm và chúng ta có thể là trả phí thêm từ cái cách hàn lắp ráp bộ hoàn chỉnh và test thử. Trên tay của tôi là hai cái bộ tụ lọc. Đây, quý vị nhìn thấy là trên cái thông số của cái bộ tụ lọc này đều ghi rất là rõ ràng. Đây là một trong những loại tụ có giá thành khá là cao hơn so với một số các loại tụ dòng tụ khác và chuyên dùng để cho tất cả các cái âm ly nghe nhạc có cái chất lượng khá là cao, và thậm chí những cái dòng tùy từng cái phụ thuộc vào tất cả những cái bảng mạch có công suất lớn thì cái bộ này nó sẽ càng to lớn hơn. Một điều chúng ta chú ý đối với cái bộ tụ lọc này, để khi lắp ráp vào cho đúng phân cực của nó thì nhà sản xuất đã có cái chấm màu đen này, tức là sẽ là cái cực âm, còn không có cái chấm màu đen thì sẽ là cực dương. Chúng ta lưu ý cái phần này. Trong cái chương trình tiếp theo thì để lắp ráp cái bộ này thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn để chúng ta lắp được cái độ chính xác cao hơn. Thì cái trường hợp mà lắp ráp thì cũng rất là dễ thôi. Thì nếu chúng ta mà chưa biết, mà những anh em nào mà thật sự mà khi mới bắt đầu tập làm thì chúng ta cũng nên tham khảo trước để chúng ta sẽ lắp được. Còn tất cả những người mà hiểu biết rồi thì cái này nó quá là đơn giản và dễ dàng hơn.
Đối với linh kiện thì nhà sản xuất đã cho rất là đầy đủ, từ cái bộ cầu cầu chỉnh lưu này, cầu diode cầu này 25A, rồi là tất cả các cái linh kiện đầy đủ từ A đến Z, không thiếu bất cứ một cái linh kiện nào. Để hàn gắn lại thì chúng ta chỉ cần đọc theo cái thông số trên cái bảng mặt trống này thì chúng ta có thể lần lượt và lắp ráp. Chứ một điều chúng ta khi lắp vào là chúng ta phải lắp đúng cái chiều và đúng cái phân cực thì chúng ta sẽ lắp được thành công. Và trên cái bảng mạch đều có những cái thông số rất là rõ ràng. Trước khi lắp thì chúng ta phải tham khảo, đọc và rồi chuẩn bị những đồ nghề cần thiết để chúng ta hàn gắn. Trang web ở nước ngoài thì cái bộ này cũng có giá dao động từ khoảng từ 20 đô trở lên mà chưa có tản nhiệt. Vâng, thì vừa rồi tôi đã giới thiệu đến cho tất cả quý vị một cái bộ mạch khuếch đại âm thanh LM1875T. Thì những ai quan tâm đối với bộ mạch này, chúng ta có thể liên hệ trực tiếp đến theo số điện thoại 0986240269 hoặc là 0123229 4544, hoặc là chúng ta có thể click vào các cái đường link ở phía dưới để vào trang Facebook cá nhân của tôi, để rồi chúng ta có thể là nhắn tin, hoặc là chúng ta có thể là nhắn tin trực tiếp trên số điện thoại cụ thể. Đối với bộ mạch này, khi nếu quý vị mà các bạn muốn đặt hàng thì bên mình có hai cách đặt hàng, là một là chuyển khoản, thứ hai là gửi COD, tức là thu tiền tại nhà khi nhận hàng. Nhưng mà phải đặt cọc đối với bộ mạch này là 20.000 bằng thẻ điện thoại để chúng ta đảm bảo được quyền lợi hai bên. Vâng, thì vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn chương trình video giới thiệu mạch khuếch đại, thì rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình video, và hãy nhớ là đăng ký kênh, like và chia sẻ để chúng ta theo dõi được nhiều chương trình video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn.